Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Chuông linh dục thúc bên tai, chúc cầu thành trì thới lai xóm làng. Hiệp chung một cuộc chi lan, rồng đà lỗ bông đá vàng biệt nhau. Lọc lừa hiểu đăng vàng thao, đem thần mùa lấy mận đào thiên nhiên. Chú thích: chuông linh nói cho đủ là chuông linh khứu, bởi Đức Thầy đem chánh pháp vô vi của Đức Phật Thích Ca phát xuất từ đền linh khứu để giáo hóa chúng sanh. Chuông linh khứu ba hồi dục thúc, đần lôi âm khởi điệu êm tai. Chi lan là cỏ chi và cỏ lan, hai loại cỏ này có mùi thơm ngát. Nghĩa bóng là chỉ cho người hiền lương đức hạnh. Người xưa từng nói, được gần người hiền như được tựa vào cửa chi lan, thân hiền như tựa chi lan. Lại có câu cỏ chi và cỏ lan là hai loại cỏ đã thơm mà nếu đem hợp lại càng thơm hơn. Nên có ngụ ý chỉ cho anh em bạn tốt, người tốt mà gặp người tốt lại càng tốt thêm. Lọc lừa là chọn lựa ra coi thứ nào tốt và thứ nào xấu, đâu đó phân minh. Vàng thao, vàng là tốt, thao là xấu và giả. Vàng và thao để chung lại thì chưa biết tốt, xấu ra sao. Nhưng nếu ông thợ vàng đem hai thứ lọc thì vàng ra vàng, thao ra thao, rất dễ hiểu. Mận đào, hai loại trái cây có mùi vị chua chua ngọt ngọt, người ta thường thích dùng. Thiên nhiên là định luật tự nhiên trong trời đất, mọi thứ có bản chất riêng biệt của nó. Nhưng hai từ ngữ mận đào thiên nhiên ghép chung lại là chỉ cho sự tu hành được kết quả tốt đẹp, khác nghĩa với câu ham vui đào mận chẳng xong rồi. Lược giải từ câu 19 tới câu 24: Đức giáo chủ đem giáo pháp của Đức Phật như tiếng chuông từ linh khứu sơn ngân lên, thúc giục mọi người sớm tĩnh tâm tu niệm. Ngài cũng cầu chúc cho bá tánh nơi nơi được thái bình an lạc và biết thương yêu đoàn kết trên con đường thiện mỹ. Luật tạo hóa sẽ chọn lọc rất công minh đâu vàng, đâu thao, chân giả để khuyên mọi người nên xả thân hành đạo, hầu đổi lấy quả vị quý báu của tiên Phật sau này.